Chúng ta qua Lào rồi nha. Đây. Dự tính là Lào chắc ở khoảng 5 ngày chúng ta mới về. Đây là cửa khẩu của Lào, chúng ta mới vừa làm thủ tục qua cửa khẩu Bờ Y thôi. Chuẩn bị trưa nay mình sẽ ăn xôi Lào. Gọi nếp Lào á. Và khách mình hôm nay là mình tặng cho mỗi người một đôi dép Lào nữa. Tí nữa mua gì thì về cửa khẩu mua. Đúng rồi. Đây. Em mua bên đây nó cái quán này nó nhỏ mà nó bán Không, khoảng 4 ngày sau thì em mới về mà. Đây. Bên Lào thì nói chung là cái cơ sở vật chất nó cũng giống Việt Nam thôi. Cũng các anh ở đây cũng canh gác cẩn thận. Nói chung là bữa nay mình qua đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Mai mốt mà khách hàng mà có đi là liên hệ với mình nha. Trường Hải Tour và có những người bạn và làm biên giới ở đây đó. Cho những cái thủ tục rất là dễ dàng, cứ đúng đầy đủ giấy tờ là qua hết. Và nhớ là phải tặng một đôi dép Lào mới được qua. Đây, dùng đất Lào đây. Đằng trước thì có cái anh làm bên Lào, anh làm biên phòng Việt Nam để phụ giúp mình để cho đoàn mình qua đây. Mình chuẩn bị để ăn xôi Lào đi. Rồi mình sẽ uống bia Lào nữa nha. Đây. Xuống. Rồi mình sẽ ăn trưa, hẹn gặp lại nha, chút nữa.